Chào mừng em trở lại channel YouTube của HC Capital và mình là Steel. Ở video trước mình đã làm về Say Network, một dự án Layer 1 có tiềm năng Airdrop, và mình thấy anh em khá là hào hứng với những cái thông tin Airdrop đấy. Thì ở video này mình sẽ làm về một dự án Airdrop khác, tuy nhiên nó sẽ nằm ở Layer 2, đó Scroll. Và chúng ta hãy cùng tìm hiểu Scroll là gì và tiềm năng Airdrop của nó như thế nào nhé. Trong video ngày hôm nay ấy, thì mình sẽ đi qua bốn cái phần nội dung chính, nội dung cơ bản. Đầu tiên là giới thiệu cho anh em biết về cái dự án Scroll là gì. Thứ hai là những cái công nghệ hàng đầu ở thời điểm hiện tại, đó là ZK Rollup và ZK EVM. Thứ ba là những cái điểm khác biệt của dự án Scroll so với những cái dự án khác ở trên mạng lưới của Ethereum. Và cuối cùng là về tiềm năng phát triển của dự án này. Ok, chúng ta đến với phần đầu tiên, đó Scroll nó là gì? Thì Scroll là một cái giải pháp Layer 2 cho Ethereum, nghĩa là nó xử lý các cái giao dịch từ trên mạng lưới Ethereum trên một cái mạng lưới riêng của nó, và sau đó chuyển những cái dữ liệu này trở lại với mạng lưới chính. Điều này giúp tăng tốc độ giao dịch cũng như giảm chi phí cho Ethereum. Tiếp theo, đó Scroll nó sinh ra với mục tiêu là gì? Thì được thành lập vào năm 2021, mục tiêu là giúp mở rộng cái quy mô của Ethereum hướng tới con số là 1 tỷ người dùng. Thì cái đội ngũ phát triển của Scroll thì gồm những cái chuyên gia hàng đầu trong cái lĩnh vực là công nghệ ZK và máy ảo Ethereum là EVM ấy. Phần thứ hai, vậy cái công nghệ ZK Rollup và ZK EVM nó là gì? Thì ZK Rollup nó là một cái kỹ thuật mở rộng quy mô cho Ethereum bằng cách gói các cái giao dịch lại, mang nó ra khỏi chuỗi chính và tạo các cái proof cho thấy các cái giao dịch này đều hợp pháp, và đưa các cái proof này trở lại với chuỗi chính và xác nhận đó là các giao dịch đã hoàn thành. ZK EVM là một cái công nghệ tiên tiến cho phép proof tính xác thực thông tin mà không cần cung cấp tất cả các cái thông tin liên quan. ZK Rollup và ZK EVM có ưu điểm là nó an toàn, nó tương thích với EVM và có khả năng mở rộng cao. Tuy nhiên chúng vẫn còn có những cái nhược điểm riêng của nó, thì là khó phát triển và yêu cầu cái tính tài nguyên tính toán rất là nhiều và cần thời gian để xác nhận các cái giao dịch. Vậy thì Scroll có gì khác biệt so với các cái dự án mở rộng quy mô khác cho Ethereum? Thì Scroll sử dụng công nghệ là ZK Rollup để có thể mở rộng quy mô cho Ethereum. ZK Rollup là Zero Knowledge Proof, nghĩa là nó có thể chứng minh cái tính hợp lệ của các cái giao dịch mà không cần tiết lộ chi tiết những cái thông tin ở trong giao dịch đấy. Điều này thì sẽ giúp giảm thiểu dữ liệu cần được lưu trữ ở trên Layer 1, tức là Ethereum, và tăng khả năng bảo mật cho người dùng. Scroll thì khác biệt so với các dự án mở rộng quy mô khác cho Ethereum ở chỗ nó sử dụng ZK EVM hay là máy ảo Ethereum Zero Knowledge. Thì ZK EVM của Scroll là một cái máy ảo tương thích với cả EVM, nghĩa là nó có thể thực hiện được các cái hợp đồng thông minh viết bằng ngôn ngữ SolidDT ở trên Layer 2. Thì điều này giúp Scroll duy trì cái sự tương thích hoàn toàn với cả Ethereum và giúp các cái nhà phát triển có thể chuyển các dự án từ Layer 1 sang Layer 2 một cách dễ dàng. Scroll cũng khác biệt so với các cái dự án mở rộng quy mô khác cho Ethereum ở chỗ là nó được thiết kế phân cấp và dựa vào cộng đồng. Scroll thì không có quyền kiểm soát hay là can thiệp vào các cái giao dịch ở trên mạng lưới của nó, cũng như là việc là không thể thu phí từ người dùng cũng như nhà phát triển. Scroll thì chỉ thu phí từ các cái nhà cung cấp dịch vụ ở trên mạng lưới của nó, như là các cái nốt xử lý giao dịch và tạo ra các bằng chứng Zero Knowledge. Chúng ta đến với phần thứ tư, đó tiềm năng và tầm nhìn của dự án. Thì Scroll được thành lập vào năm 2021 với tầm nhìn là giúp mở rộng quy mô của Ethereum lên tới con số là 1 tỷ người dùng. Thì Scroll tin rằng bằng cách sử dụng ZK EVM, nó có thể cung cấp một cái giải pháp mở rộng quy mô hiệu quả, an toàn và thân thiện dành cho các nhà phát triển ở trên hệ sinh thái của Ethereum. Thì tiềm năng của Scroll được thể hiện qua việc là nó đã huy động được tổng cộng là 80 triệu đô từ các cái nhà phát triển đầu tư uy tín như là Polychain Capital, bên Crypto Capital và Robot Venture. Thì số tiền này sẽ giúp Scroll tiếp tục xây dựng cái sản phẩm của mình và khởi chạy Mainnet cũng như mở rộng sinh thái. Hiện tại thì giá trị của dự án đã được nâng lên cái mốc là 1,8 tỷ đô sau vòng gọi vốn cuối là 50 triệu đô dẫn đầu bởi Polychain trong đầu năm vừa rồi. Thì Scroll cũng đã thu hút được cái sự quan tâm của cộng đồng Ethereum, có hơn 1 triệu địa chỉ và 16 triệu giao dịch ở trên Pre-Alpha Testnet. Đây là một cái kết quả ấn tượng trong cái dự án mới ra đời. Scroll hy vọng là sẽ tiếp tục thu hút được nhiều hơn người dùng và nhà phát triển khi mà Mainnet được ra mắt trong vòng 3 đến 4 tháng tới. Scroll thì mong muốn trở thành một cái giải pháp hàng đầu để giải quyết cái vấn đề quy mô cho Ethereum.
Scroll cũng mong muốn nhận được cái sự hỗ trợ và phát triển bởi các cái ứng dụng phi tập trung, tức là các ID app ở trên Ethereum, bằng cách cung cấp cho Scroll một cái nền tảng an toàn, nhanh chóng cũng như tiết kiệm chi phí. Theo mình thì Scroll là một cái dự án rất đáng để theo dõi và đầu tư ở trong tương lai. Scroll có công nghệ tiên tiến, có đội ngũ phát triển chuyên nghiệp, có tầm nhìn rõ ràng. Scroll đã thu hút được cái sự quan tâm của cộng đồng và các cái nhà đầu tư uy tín. Tuy nhiên, Scroll vẫn phải đối mặt với không ít thách thức như là cái sự cạnh tranh từ các cái dự án khác, sự phức tạp của cái công nghệ ZK Rollup, ZK EVM hay là cái biến động của thị trường tiền điện tử. Mình kỳ vọng rằng là Scroll sẽ vượt qua được những khó khăn này và trở thành một trong những giải pháp hàng đầu cho cái việc mở rộng quy mô ở trên Ethereum. Và đấy là những cái thông tin, những cái phân tích của mình về Scroll. Tiềm năng AirDrop của dự án này thì vẫn còn đang bỏ ngỏ. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của mình thì đối với những dự án nào mà không thông báo AirDrop, vẫn có những cái hoạt động retroactive nhưng không thông báo AirDrop nhá, thì sau này khi mà AirDrop thế khoản AirDrop đấy nó sẽ cực kỳ lớn, đặc biệt là những dự án layer 2 ở trên Ethereum. Vì những dự án này rất là giàu sau những cái vòng gọi vốn và sẽ có những cái phần người ta sẽ đẩy vào gần như nó nằm hoàn toàn ở trong mảng marketing. Thì cái tiềm năng AirDrop của dự án Scroll này nó vẫn rất là lớn, nên những anh em nào chưa tham gia làm các cái hoạt động về retroactive của Scroll thì hãy bắt tay vào làm ngay đi nhá. Mình sẽ để những cái phần link hướng dẫn ở phần mô tả. Chúc anh em thành công.